Làm sao mà có chuyện tình yêu đến từ hai đứa con gái được chứ? Đúng không? Sâm Dương ơi, cho mình phỏng vấn vài câu được không? Của mình về việc làm đại diện. Chào Sâm Dương, Sâm Dương bạn có những kế hoạch gì để mình không? Các bạn ngay bây giờ thí sinh có số bình chọn nhiều nhất, bạn có cảm nghĩ gì không? Tôi là Sâm Dương, một Miss Teen của trường. Như các bạn đã thấy, tôi rất được mọi người quan tâm, mến mộ và yêu thích. Với danh hiệu Miss Teen của trường, tôi tự tin đang là một trong những người có sự ảnh hưởng lớn nhất trong trường. Và tất nhiên, để có được danh hiệu Miss Teen, tôi phải hội tụ được tất cả các yếu tố từ xinh đẹp đến tài năng, thông minh, được mọi người yêu mến. Và chắc chắn là luôn có những đứa anti fan, rình rập và càng khịa. Ba cái loại mít rẻ tiền, dùng tiền của ba mẹ mua giải mà làm như mình ngon lắm. Năm nay có Ina nhà mình rồi, đừng có hòng mà giữ vững cái giải đó. Ờ ha. Mà tại Dương cũng xinh đấy chứ, nếu mà không xinh thì làm sao mà mua được giải. Mày bên phe ai vậy con kia? Nó không đứng nhất mãi được đâu. Ê ghim kìa. Và cho dù tụi nó có cà khịa đến đâu thì cũng mãi chẳng bao giờ được bằng tôi. Cháo của Sông Dương nè. Lại cháo nữa hả? Thôi ăn đi, ăn cháo buổi sáng tốt cho đường ruột mà. Còn đây là Gin, nhưng tố hàng đầu trong việc thành công ngày hôm nay của tôi. Ngán hay bà luôn. Và có thể đây là lý do lớn nhất khiến Ina và nhóm cà khịa ghét tôi cay đắng. Có gì? Mày Dương vui quá vậy? Nè, mấy đứa FC nó ghép hình tôi với Gin vô thuyền vậy nè. Trời, vậy mà lượng tương tác cũng cao ghê á. Không biết thuyền này có ra khơi được không ta? Chọc hoài à, giận luôn bây giờ. Em có món quà muốn tặng hai người nè. Cảm ơn em nha. Em chụp hôn chung với hai người một tấm hình được không? Được. Em cảm ơn hai người nhiều, mong hai người sớm đẩy thuyền nhá. Cảm ơn. Mấy đứa nhỏ này đã nói là đừng tặng quà nữa, để tiền xài đi mà tụi nó tặng hoài à. Mà ước gì hai cái áo đôi này biến thành hai tấm vé đi hết cái tháng này thì hai biết mấy ha. Thôi mà, sẽ cũng đi hết biết, đâu dễ tìm được đâu. Tìm biết bao nhiêu luôn mà không chỗ nào bán hết đó. Nhưng mà về hết mấy tháng này biết kỳ nhung hát lại bài mới đó, nhưng muốn được là người nghe đầu tiên quá à. Hay là Dương Trâm cài app V-Line đi, hãy tìm được tương tác, biết đâu lại xem được vé hay sao. Thì chắc phải dạy thôi chứ biết sao giờ. Mà tụi tương tác Facebook của tôi bữa giờ giảm quá à. Hay là hai đứa mình mão cặp chụp hình đi. Ok. Vào cuộc sống thường ngày của tôi có một người bạn thân luôn chăm sóc, có người mến mộ và cũng có người ghét. Và tôi vẫn đang trên đường tìm kiếm chàng hoàng tử của cuộc đời mình. Như vậy nữa thôi là quá đẹp đúng không? Mà không hiểu sao tất cả mọi người lại cứ ghép đôi tôi và Gin nữa. Chắc tại vì hai đứa tôi đi cùng nhau đẹp đôi quá hay sao? Mà nói thiệt thì đôi lúc tôi cũng chẳng xác định được mối quan hệ của tôi và Gin là như thế nào nữa. Chẳng lẽ là... cảm giác đó chắc chỉ là cảm giác của hai đứa bạn thân thôi, chứ làm gì mà có chuyện hai đứa con gái yêu nhau được chứ. Hello mọi người. Gin. Dương. Sao Dương lại ở đây? Dương qua tìm Gin. Hello bạn, mình là Khải Lâm. Còn đây là Nhất Thiên. Còn một người nữa. Mình là Khay. Đúng là Khay. Tôi đã nghe Gin kể về Khay rất nhiều, nhưng giờ mới có dịp gặp mặt. Không hổ danh là một hot boy, đẹp trai và... Mọi người ơi, Nhất Thiên chút hồi có việc bận đó, mình
chúng mình quay lại tập đi nha. Gin, trời ơi, cái đồng hồ đẹp quá à. Này mua ở đâu vậy? À, Song Dương tặng. Ồ, hỏi Song Dương giùm coi này mua ở đâu nha. Ok ok, nếu mất thì Gin hỏi Song Dương cho nha. Cảm ơn. Bây giờ Gin đang có việc gấp, Gin về đây. Bye bye, bye bye, bye nha. Vậy vui vẻ. Mọi người có thấy chìa khóa của Gin đâu không? Ủa, chị... Ina không có thấy, Gin mất hả? Ủa, mọi người vẫn chưa về hả? Không có, trong bên ở đâu ra? Ina không có thấy đâu hết á. Thấy để Ina chở Gin về nha. Không được, Gin phải chở Song Dương về nữa. Nên nhất định phải tìm được chìa khóa. Hay là mình đi tìm đi, mình chia nhau ra tìm đi. Chìa khóa của Gin, chìa khóa của Gin. Của Gin hả? Ừ, cảm ơn Khả Vy nhiều nha. Ừ, không có gì đâu, không giúp Gin là mình. Ôi, thích cảm ơn nha. Bye bye. Em ơi, người ta vừa giúp được Gin đấy. Thấy chưa? Bởi đâu có sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như con bò. Ủa? Tôi làm gì sai? Mày sai từ lúc mày sinh ra rồi. Kể nói về ăn thêm hạt ốc chó đi. Ngu quá trời ngu à. Ina, về mua hạt ốc chó đi con quỷ. Hạt ốc chó. Em này, hạt ốc chó mua ở đâu? Dương. Hả? Dương đợi Jin hả? Ừ. Nhưng đang có việc gấp mà đợi nãy giờ không thấy Jin ra. Việc gấp quá. Vậy nhắn tin cho Jin đi, bảo là rơi về trước, không phải gấp mà. Được không? Tim tôi đang rung động hay sao? Chẳng lẽ chàng hoàng tử mà tôi đang tìm kiếm là đây sao? Vậy còn Gin thì... Hey. Trời ơi, Gin mới có ra trễ có chút xíu thôi mà Dương đã lên xe đi với người khác về rồi. Không có tính kiên nhẫn gì hết trơn. À, hay là Gin chở Ina về đi. Ừ, về, Ina đi về cùng Gin đi. Cây nhầm chuyện. Ừ. Đưa chiếc kẹp tóc vào cho Dương nhá. Kẹp của Dương. Sao cây lại giữ nó? Hôm nọ có lai Dương về nhà thì lúc tháo mũ ra chẳng may nó rơi thôi. Bây giờ phải trả lại đúng không? Giúp được không? Được. Nhờ gì nhá.
Yin ơi, tôi gọi trái cây cho Yin ăn nè. Ủa, cái kẹp này của tôi mà. Sao Yin có nó vậy? Cai gửi đấy. Cai bảo là hôm bữa Dương Thanh nói bảo hiểm làm rớt lại. Chắc là hôm đó Khai chở Dương về. Cái áo khoác này là bữa Khai khoác cho tôi nè, nên là Dương trả giùm tôi ấy. Ủa, nè Dương ơi, cho tôi hỏi nè, không biết là Khai có người yêu chưa hả? Hình như là chưa. Chưa hả? Ủa, vậy ổng có tình cảm đặc biệt với ai chưa? Ủa sao hôm nay Dương hỏi nhiều và cay quá vậy? Ủa, thì Gin thân với Khai thì Dương hỏi thôi, có sao đâu. Vậy có phải là cay cũng là lý do Dương hủy relationship với Gin không? Tự nhiên tôi đang hỏi chuyện nọ, cái Gin sợ chuyện kia à? Vậy là đúng rồi đúng không? Vậy Dương không muốn biết chuyện của Kai á thì tự đi mà hỏi. Nhìn không biết, tự trả luôn đi. Ủa, tự nhiên làm vậy với tôi vậy? Có giỏi á thì đi luôn đi, tôi không thèm. Tin hot đây, tin hot đây. Mọi người ơi, mọi người ơi, đây đây có cái tin hot đây, tin hot đây, tin hot đây. Mọi người ơi, trở thành miss tình dục. Vui nha. Nhà gái thẳng nha. Tim mời, tim mời. Tim mời. Thích con trai chứ không phải là thích con gái đâu nha, gái thẳng nha, gái thẳng nha. Gái thẳng nha. Mọi người ơi, mọi người ơi. Thích con trai. Clip lộ 7 phút miss tin trở thành miss tình dục. Mọi người làm trò gì vậy? Ủa, Gin vẫn chưa biết à? Miss tin trường mình biến thành miss tình dục rồi. Tụi bạn nói bậy cái gì vậy hả? Ủa Dương không biết hả? Clip sách của Dương á tung đầy trên mạng luôn. Hay cực, xem đi. Khai. Hà Vi à, có xem thì xem cho vui thôi, đừng có bắt chước. Dơ chết rồi. Dơ cái gì mà dơ, người ta thích người ta mới quay mà. Đó là tại hai người thích nhau thôi.
Chứ thử mà trong đó có thằng Gin á thì chắc không có clip này đâu. Đúng rồi. Thầy. Thầy. Dương. Dương. Thầy. Dương. Bình tĩnh lại. Tất cả mọi chuyện đều giải quyết được. Trời ơi, đám chính tới rồi kìa mọi người ơi. Kinh luôn á, giờ còn nhiều gì. Thằng chó! Tại sao mày làm như vậy với cô ấy? Hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Đến chính tao còn không biết tại sao cái clip mày bị tung lên đấy! Mày không biết thì ai biết? Tức cười! Trong clip đó chỉ có hai người. Nếu không phải nữ tung thì là nam tung. À, hay là có ai đấy muốn tự tung ra chứng minh mình thẳng chứ không cong ấy. Ủa, vậy là Dương tự đăng clip hả? Mày im hết cả đây. Không có biết cái gì ấy thì đừng chĩa cái mồm vào. Mà tao nói lại một lần nữa nhá, rằng tao không có biết. Mày đừng có tao mồm ở đây. Có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn chứ. Mày không tung, Dương không tung, chả lẽ tao tung à? Cười. Jin, mình nghĩ Kay không làm điều đó đâu. Cậu ấy sắp solo debut làm ca sĩ rồi. Chắc chắn là cậu ấy sẽ không bao giờ dám làm điều đó. Đúng rồi đó mọi người. Mọi người hãy tin Khải Lam. Kay nó tuyệt đối không bao giờ làm như vậy. Thì ra thế à? Đó chính là lý do mày tiếp cận Dương đúng không? Tụi em hết đây. Dương lớn rồi. Ai là người xấu, ai là người tốt, Dương phân biệt được. Dương không cần phải can thiệp vào chuyện của Dương. Không có quyền can thiệp. Rõ ràng. Rõ ràng Dương hiểu không? Gin đối với Dương là yêu. Gin thôi đi, làm gì có chuyện yêu đương giữa hai đứa con gái hả? Thứ Dương cần là một người đàn ông thực sự để bảo vệ cho Dương, chứ không cần một người cố mạnh mẽ để trở thành đàn ông. Không hiểu sao trên đời này tự nhiên lại có cái loại người này. Ngày xưa thì lợi dụng bạn của mình để nổi tiếng. Nổi tiếng rồi thì bỏ bạn theo trai. Khinh. Thứ như mày không bao giờ xứng đáng với Kim. Dương ơi, tuy bà đẹp thật đấy, nhưng mà bà làm thế có thất đức quá không? Tôi thất vọng về bà. Chúc cưng sẽ thành công với con đường mình đã lựa chọn. Cố lên. Tôi chẳng hiểu lý do tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy. Có lẽ vì họ đã đặt quá nhiều hy vọng vào mối quan hệ ảo tưởng mà chúng tôi đã xây dựng để tạo nên sự nổi tiếng cho tôi. Nhưng giờ đây, Kay sẽ là sự lựa chọn cuối cùng của tôi. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi chỉ còn cách trông đợi vào tình yêu với Kay. Và để rồi.
ngày để giải quyết cái vụ lỗ clip của cậu. Nếu không giải quyết sạch sẽ, đừng nghĩ đến việc solo debut. Alo. Alo anh. Chuyện một lát không? Thầy nói đi. Chia tay được rồi đấy. Tại sao phải chia tay? Cô không thấy mọi thứ đang quá phiền à? Tôi thấy rất phiền rồi đấy. Vậy nên chấm dứt đi. Thì ra tình yêu của anh đơn giản vậy hả? Không, tình yêu của tôi đối với cô nó không hề đơn giản đâu. Bây giờ cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy thì tôi nói cho cô biết ngay từ đầu, tôi tiếp cận cô ấy là vì muốn mọi người biết đến tôi. Vì sao? Vì cô có fan, rất nhiều fan, và điều đó vô tình tốt cho tôi. Thằng đéo, anh nghĩ là không còn đẹp tôi ngay. Đều được, kết thúc vào được. Tình yêu mà tôi đã đặt mọi hy vọng vào đã khiến tôi thảm hại, không còn gì trong tay. Ngày giây phút này, tôi biết tôi sai rồi. Trước nó lộ cái clip đó ra, nó quá trời người ta nói chuyện về nó luôn. Mình cay sợ quá bỏ nó rồi. Bây giờ đâu có còn mặt mũi gì nữa mà đi học. Mà nè, sao tôi thấy tụi nó yêu nhau lắm mà. Đâu vậy? Yêu cái gì? Thằng đấy nó chỉ có lợi dụng đi theo bố phê một con Dương thôi. Thế này thì hoa khôi cái gì nữa không biết. Ê này, tôi có được bố phê không? Mày mua được hạt ốc chó chưa? Ăn hết đống đó đi rồi tính. Nhưng mà chưa mua được. Nhưng mà chỉ chỗ mua ấy. Chắc làm hoa khôi rồi.
Người tin tôi. Giờ thì tôi hiểu. Nếu tình yêu đủ lớn thì họ sẽ tìm mọi cách để vượt qua mọi rào cản, mọi dư luận và mặc cảm của bản thân để bảo vệ nó. Trước đây tôi đã không đủ dũng khí nhìn nhận tình cảm của mình, không đủ dũng cảm chống đối lại với dư luận để thừa nhận tình cảm đó. Nhưng bây giờ, có lẽ tôi biết tôi phải làm gì rồi. À, mọi chuyện em xử lý xong hết rồi anh. Kế hoạch solo của em vẫn tiếp tục chứ ạ? Cậu nghĩ cậu xử lý là xong à? Tôi không muốn gì cậu mà làm ảnh hưởng đến công ty của tôi. Vậy nha, không có solo debut gì nữa. Anh... Xin chào anh, chúng tôi là An Ninh Mạng. Theo như điều tra, chúng tôi phát hiện anh là người phát tán clip không lành mạnh, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, danh dự của người khác. Vì vậy, mời anh về trụ sở thi hành án.